cho bà. Cái cua cao hết chút vốn ra ra chung mà cao thú quá không được nhỉ. Bà khỏe không bà? Ngon lắm rồi. Ngon bà nhỉ? Ngon lắm không ăn đấy. Cái quả chín này là để phơi đấy à? Ờ, con quả dùng lắm à? Không phải dùng mà nó chín. Bạn cứ nó không. Mình lên nước đi. Nước đi, nó sôi để nộm đi, làm nộm các loại thịt. Để rau này. Bố nắng đấy. Ôi thơm nhỉ bà nhỉ? Ba nắng ở trên này, một nắng xuống dưới này này. Này cái đấy là được ba nắng nhỉ? Nếu mà hai nắng mà mưa là hỏng hết. Ba nắng cũng thế. Cháu ra cháu bẻ mấy chục cân nhé. Ok. Cháu về cháu cũng sẽ phơi. Thoải mái. Để coi chín rồi đấy. Đây chín. Coi coi chín. Coi chín. Đi vào đây có cái xào kia à? Cô ơi, cô đỡ cho cháu với nhá. Rồi.
tay chua.
Thank you.
Bốn ơi, bốn ơi.